Em chào anh Don. Hello em. Dạ, em là Tuân. Hôm nay em dẫn mọi người của chương trình Real Life đến thăm anh với lại bạn đời của anh, với cả căn hộ của anh nữa. Dạ, mời em vô nhà đi. Dạ anh. Ok em. Sao? Nhà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đẹp. Anh dẫn em với mọi người đi một vòng quanh nhà của anh nhá. Em thấy đẹp quá. Đây là bạn của anh nè. Hello Tuân. Từng cái mảng vật liệu với lại mấy cái thiết kế ở đây là anh với Don làm hết. Làm mấy cái nhỏ này là tự mình vẽ ra. Mình vẽ ra xong rồi thiết kế nó sẽ làm theo ý của mình. Chứ hồi xưa mua là nó không có như vậy. Còn mấy cái này là cứ đi chơi, đi du lịch đồ mọi thứ mình thấy gì đẹp đẹp á, nó hợp hợp á thì mình mua về mình để vô. Anh Don, tại sao ở ngoài kia nó có nhiều mấy cái cốc, mấy cái ly em thấy? Tại vì sở thích của anh á, rất là thích sưu tập ly. Dạ. Cho nên là đi đâu thấy ly cũng mang về hết á. Nhưng mà đây là một số ly mua cũng có mà được tặng cũng có. Ủa, còn cái này là gì? Cái này là nhớ để mấy dấu ít vô. nhiều quá. Ủa sao nhà mình nhiều mấy cái này? Cái này là Tú với lại Don ngồi ráp từng miếng lại nó thành ra nguyên cái căn hộ như vậy. Hai tuần ở đây hả? Hai tuần mới xong cái này. Này mỗi gốc cây sẽ có một con cá nhỏ nhỏ ở đây. Tú thích cái gì nó sinh động, nó bơi bơi trong nhà này vậy. Những cái gì mà Tuân thấy, cái gì là cái cây cối này nọ là con vật rồi này kia là của Tú. Còn anh Don làm về cái gì, anh thích về cái gì ạ? Anh hả? Anh chỉ thích hưởng thụ thôi em. Anh thích hưởng thụ thôi. Còn ở đây là có cái màn chiếu với lại máy chiếu, thì tại vì bình thường mình hay đi diễn buổi tối thì nhiều khi sẽ không có xem được những cái bộ phim mà mình thích á. Nên hai đứa sẽ có những cái bộ phim nào mà mình bị bỏ lỡ mà nó có trên mạng, hoặc là có thể nó bán mấy cái dạng HD nó rip vô trong ổ cứng thì mình mua về mình coi ở đây. Đây yeah. Tại lúc trước thì cũng làm studio nhưng mà bây giờ thì công việc nó cũng nhiều nên là nhiều khi cũng không có thời gian để chỉnh hình á. Bây giờ chủ yếu chỉnh hình là chỉnh hình cho Don. Nếu đi ra ngoài chụp sẽ tốt. Dạ. Tiền không có lọt gì đâu hết trơn, nên ở trong cái nhà này hết. Cũng loanh quanh ở đây. Tiện ghê. Bây giờ tới khu bếp đi anh. Cái này thì cũng là một cái mà tự hai đứa đi mua để vô. Từng cái ở trong này. Thích tự làm khó mình vậy đó. Không, mình giống như là mình nhìn vô là mình thấy đồ của mình không á. Mình thấy đồ của mình không. Và bữa nay tại vì các bạn á tới cũng hơi bị bất ngờ gấp gáp, cho nên là hai đứa cũng chưa có dọn dẹp gì nhiều á. Nên là quý vị, dạ cái này còn thực sự là real life nha quý vị. Real life đó. Nói chung cái góc này thì Tú với anh cũng rất là thích. Tại vì sở thích của Tú thì nấu ăn thì phải có người ăn. Nên là khi mà có hai đứa ở nhà rồi thì mình chiên cái trứng cũng được, hay là mình nấu nồi canh cũng được, cũng qua bữa cơm. Nhưng mà cảm thấy nó ấm áp. Nếu mình có cái tổ ấm như vậy mình đâu có hay ra ngoài làm gì ha. Anh thì thích ra ngoài. Anh thích ra ngoài mà Tú thích ở nhà. Mọi người. Đây, phải coi cái này giải thưởng. Trong mấy cái giải thưởng này thì cái nào anh cảm thấy tự hào nhất? Để chắc giải cái giải này quá. Cả trong đời, chắc là trong đời chỉ có một giải này thôi đó. Anh một người là rất là không có duyên với các giải thưởng. Duy nhất anh có một cái giải này thôi, đó là giải quán quân cặp đôi hài hước của truyền hình Vĩnh Long nè. Thì cái chương trình này là ngày đó, lúc đó anh chơi với Huỳnh Tiến Khoa một cặp lợn, còn bên kia là cái nút bài của YouTube. Nút bài YouTube. Mọi người nhớ theo dõi kênh YouTube Don Nguyễn nha mọi người. Dạ, kênh của em là Don Nguyễn Official. Dạ, hãy subscribe kênh em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bên này là phòng ngủ của hai đứa. Đây là cái góc nhỏ nhỏ của Don. Makeup nãy mới makeup xong nè nên để tùm lum nè. Cũng làm điều. Bây giờ mình ra phòng khách mình nói chuyện đi. Vâng. cuốn sách của Don đang đọc. Nuốt cá lớn. Nuốt cá lớn. Mà trong nhà này ai là người bự hơn? Là hiểu rồi ha. Hay có ý định nuốt người ta đó. Nãy giờ khi mà em tham quan tổ ấm của hai anh á thì em thấy khá là ngưỡng mộ. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều rất là hoàn hảo cho một cặp đôi ạ. Tụi anh vẫn còn thiếu nhiều thứ. anh ví dụ những điều anh thiếu xem nào. Tụi anh vẫn thiếu con ví dụ như là máy rửa chén, máy sấy quần áo, con robot hút bụi trong nhà. Thiếu một người làm, thiếu một con chó, thiếu một người con.
Nói chung thiếu nhiều lắm. Vậy nếu các fan hâm mộ của anh Don mà có xem tập này thì cứ check vào ai mà có thể góp được cái gì thì cứ nhanh tay. À, có không? Vậy thì cái mà thiếu quan trọng nhất là có mua cái cát sắt về mà chưa có đầy tiền. Cơ hội dã man. Trước khi để có được một cái tổ ấm như vậy á, thì hai anh trải qua một cái quãng đường rất là dài. Và em nghĩ là mọi người cũng đang rất là thắc mắc là hai anh đã bắt đầu với nhau như thế nào. Đầu tiên gặp nhau thì nói chung thì hai đứa cũng vô tình thôi. Thì gặp ở trong cái tiệc sinh nhật của một người bạn chung Don ha. Lúc đầu cái ấn tượng của Tú khi mà Tú nhìn thấy Don thì không có ưa. Tự nhiên trong một cái bàn tiệc như vậy thì tất cả mọi người đều rất là thân thiện. Thì có một người nhìn. Nó nhìn vậy đó. Giống vậy không? Giống cái mặt vậy. Nhưng mà bây giờ thì suy nghĩ lại thì cái đó mình bậy. Tại vì thường thường thì Don thì hơi nhỏ người hơn so với lại những người bạn khác. Thì nếu mà muốn nhìn thấy Tú hoặc người khác thì mình phải nhìn lên vậy. Nhưng mà thói quen người Việt Nam mình khi mà nhìn như vậy thì nhìn thấy rất là ghét. Kiểu gì đó. Anh với Tú quen nhau thì lúc đầu là hai tụi anh cũng không có nghĩ là sẽ là nghiêm túc với nhau. Tại vì là thời gian mà anh với Tú quen nhau có những cái biến cố xảy ra, có những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống của hai đứa mà khiến cho hai đứa cùng nhau nắm tay vượt qua những cái khó khăn đó. Thì thành ra tự nhiên cái anh với Tú cảm giác như là cái cuộc sống của cả hai đều cần có nhau. Tự nhiên nó bền lúc nào không hay. Đó. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian bền đó nữa thì cũng có rất là nhiều lần hai đứa bất đồng quan điểm, gây lộn, cãi vã nhau. Thậm chí có những lúc tưởng chừng như là đứt luôn rồi. Nhưng mà lý do gì mình có thể níu lại được ạ? Tụi anh mỗi lần như vậy thì tụi anh tạo cho mình một cái không gian riêng. Là không nói nữa. Cái quãng thời gian mà mình riêng tư nó lâu không ạ? Nói góc riêng thôi chứ. Thực ra người ở phòng khách, người ở trong phòng ngủ thì cũng phải ra uống nước được. Cũng phải chạm mặt nhau. Đó, thì nhìn thấy như vậy thì nhiều khi mình cứ giận hoài thì cũng không được. Nhiều khi làm quề nhau nó vô duyên lắm. Hỏi ăn cơm không? Rồi ăn, rồi xong ngồi ăn xong quề luôn. Nói chung thì tôi thấy khi mà về cuộc sống chung với nhau thì những cái mâu thuẫn nó sẽ dễ dàng cho mình để mà mình bỏ qua hơn. Nhưng mà khi mà về ở chung là bắt đầu những cái nhỏ nhặt nhất đó anh ha. Là bắt đầu là nó lòi ra. Tại mình cả hai cùng khó chịu lẫn nhau chứ không phải là một người khó chịu. Đó, nó cứ như vậy. Rồi làm sao để mình dung hòa được cái sự khó chịu? Nhường nhau. Nhường mới nhịn nhau. Tại vì nếu mà không nhường nhịn thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà đi một đoạn đường dài được. Ừ, thì ai sẽ là người nhịn ai nhiều hơn? Có những chuyện anh trước mà có những chuyện là Tú trước. Ban nãy em có nghe anh Don kể về những cái biến cố trong cuộc sống ạ? Em có thể biết được cái những biến cố đấy là gì không? Biến cố nhiều lắm. Cái chuyện tình cảm trước của Don. Cũng có thể là những cái bạn đó tới kiểu như là không muốn chấm dứt thì tới làm phiền đó. Thậm chí là có nhiều có nguy hiểm tới sức khỏe của mình nữa. Nên là cái lúc đó thì Tú là người đứng ra. Thì nói chung là đó là một trong những biến cố lớn mà hai đứa tự nhiên cái tìm cách giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Dạ. Để mà hai đứa có một cái cuộc sống nó thoải mái hơn, nó tự do. Đó. Rồi qua tới biến cố thứ hai nữa là sự mất mát trong người thân của anh. Vâng. Đó là ba anh. Thì anh với Tú quen nhau được vài năm thì ba anh ra đi. Thì tự nhiên lúc đó anh bị hụt hẫng luôn. Trước đó là mẹ anh đã ra đi rồi, bây giờ sao là ba anh. Thì tự nhiên cái hai đứa quá nhiều kỷ niệm đi. Quá nhiều chuyện cùng làm chung, rồi cùng sinh hoạt chung, rồi cùng trải qua chung, cho nên là tự nhiên bây giờ thấy cuộc sống nếu mà không có một trong hai người nó sẽ trống một cái gì đó mà khó để lấp vào. Đúng rồi, nó trở thành thói quen của nhau rồi, cho nên có nhiều lúc mà hai đứa giận nhau, gây gổ nhau, thậm chí là rất là ghét, không muốn nhìn mặt nhau nữa và muốn chấm dứt đi. Nhưng mà khi mà nghĩ tới nếu mà chấm dứt rồi bắt đầu một mối quan hệ mới, vâng, rồi là phải đi tìm hiểu lại từ đầu một người mới, rồi có thể có hợp với mình hay không, rồi tất cả mọi thứ. Thục mới nghĩ tới vậy thôi là tự nhiên hai đứa bị chùn bước liền, hai đứa bị nản liền. Nói thôi bây giờ mình cứ chấp nhận những gì mình có, mình nhớ lại những gì trước kia mình đã từng trải qua. Tại sao chỉ vì một cái chuyện này thôi mà mình lại buông tay? Vậy thôi đó mà hai đứa quay lại. Còn Tú thì cái lúc ngày xưa khi mà quen Don thì cái lúc đó thì ba Don cũng lớn rồi Don ha. Thì lúc đó là như là bị lẫn, người già người ta lẫn rồi thì người ta không có biết gì. Lâu lâu thì Tú mua bánh mua gì thì ông vui thôi. Thì nói chung là cái tình cảm giữa Tú với lại ông thì cũng không có sâu đậm lắm. Tại vì mình cũng không có nói chuyện được với ông nhiều, thì mình chỉ thương là cái hoàn cảnh của Don là có ba Don với lại Don thôi. Lúc mà ba Don mất á, thấy Don bị trơ vơ phải không ạ? Đúng rồi, mà phải lo chôn cất cha rồi
tùm lum thứ hết, thì lúc đó thì mình cảm thấy là bây giờ chắc chắn là Don phải cần một cái chỗ dựa, mà cái chỗ dựa duy nhất của Don là người ba là mất rồi. Tú mới hứa với ba Don là thôi ba cứ yên nghỉ đi, cái thì con sẽ ở cạnh Don để con chăm sóc đến khi nào mà Don không cần con nữa. Nhiều khi có những cuộc cãi giả rất là lớn, nhưng mà mình nghĩ tới những cái chuyện như vậy mình cho nó qua. Nhưng đi. Mà em chỉ nghĩ là một cái lời hứa về trách nhiệm mà nó đâu đủ để níu kéo một tình yêu đâu ạ. Cái đó là một trong những cái sự kiện mà để gắn kết hai người lại với nhau. Cũng có những thứ giống như là có những kỷ niệm thậm chí mà hai đứa cùng nằm trên cái giường bệnh nữa. À, nó bệnh mà cũng bệnh chung. Không phải bệnh chung. Anh đi diễn vô tình bữa nó xui, bữa đó là đêm Noel luôn. Anh diễn trong cái quán bar, thì anh diễn một cái tiết mục xong thì anh phải chạy vô thay đồ để chuẩn bị tiết mục thứ hai. Thì anh cái quán bar nó có hai lớp cửa, một lớp cửa bên ngoài và một lớp cửa ở dưới. Em hiểu không? Thì khi mà anh chạy ra, anh cứ nghĩ trong đầu là lớp cửa nằm ở dưới, không có lớp cửa bên ngoài, đó là kiến không à. Thì anh chạy ra làm cái rầm một cái thì nó va vào kiến rất là mạnh luôn, thì anh mất thân bằng luôn, anh không có thể níu lại được, là anh ngã xuống dưới luôn. Mà ngã xuống dưới là kiến ngã trước rồi, kiến đã vỡ trước với đó rồi. Thì anh lúc đó anh chỉ nghĩ là bằng mọi cách làm cái gì không cho mặt mình đập xuống dưới thôi, tay chống chân chống, thì cái tay thoát chân thoát, nhưng mà đầu gối này dính là nguyên một cái miếng kiến nó khứa vô cái đầu gối của anh, còn chút xíu nữa là đứt gân rồi. Mà lúc đó Tú nhào vô á, bế Don lên taxi rồi chở ra bệnh viện Sài Gòn cái à, mà lúc đó hình như là đêm Noel Don ha, đêm Noel nữa, trời ơi. Mà cái người này rất là sợ đau, đổ cái thuốc sát trùng tới đâu là la làng tới đó, mà mình nghe nó khủng khiếp lắm kìa. Nói chung lúc đó ai cũng quán hết trơn á. Nói chung sau đó là ở nhà dưỡng thương chứ đâu hủy hết các lịch quay này nọ luôn. Là cái người này là có cái tật ăn đêm, thường ban đêm nhắn tin kêu anh ơi em thèm cái gì ngọt ngọt. Cái xong cái Tú hồi xưa tôi ở bên chung cư Quân Đội, ở bên chung cư Ba Son bên Gò Vấp á, thì ác một cái là 11 giờ đóng cửa không cho ra vô nữa à. Mà đến 11 giờ mấy người này mới nhắn tin. Thì Tú với tôi ở tầng 1, xong rồi Tú nhìn xuống nói à, hơi cũng thấp, nhảy xuống chân cũng được. Nhảy xuống phá gãy chân luôn. Cái này gọi là vì yêu cứ đâm đầu. Trời nó vô duyên, nhiều cái kỷ niệm nó vô duyên lắm. Em có một thắc mắc như vậy nhá, là hai anh quen nhau cũng rất là dài rồi, mà vì sao tới cái giai đoạn gần đây mình mới quyết định come out mối quan hệ này ạ? Thực sự là tụi anh quen nhau á, tụi anh không có công bố nhưng mà tụi anh không có giấu. Tất cả bạn bè và anh chị em đồng nghiệp, kể cả fan của hai đứa này nữa cũng biết hết à. Không có giấu đâu. Thì rất là nhiều bên là muốn tụi anh nói về cái câu chuyện của mình, mà thực sự lúc đó là Don chưa có đủ tự tin. Don chưa có đủ tự tin để nói. Về điều gì ạ? Về điều chắc chắn về cái mối quan hệ của mình. Tại sao mà thời gian gần đây thì Don với Tú mạnh dạn? Thứ nhất thì cả hai đứa đều trải qua hết những cái khoảng thời gian tìm hiểu yêu nhau, giận hờn, ghen tuông, rồi tất cả những hỉ nộ ái ố, những cái giai đoạn đó dường như đã trải qua hết rồi. Nói chung là thấu hiểu nhau và trưởng thành trong cái chuyện tình cảm, trong cái suy nghĩ của hai đứa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tới một cái độ tuổi nào đó thì là con người ta thích chiêm nghiệm cuộc sống, thích dừng khựng lại, không muốn hối hả chạy theo cái nhịp sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền nữa. Người ta đang muốn hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, người ta đang muốn làm những cái gì đó mà để sau này người ta sẽ không hối tiếc. Và bây giờ ngồi đây với Tuân có hỏi anh hay Tú, mọi tụi anh sẽ 10 năm, 15 năm nữa, không ai dám chắc trả lời điều đó. Đối với Tú chỉ biết quá khứ và hiện tại, còn tương lai cả hai thế nào cũng không biết chắc. Là còn ở bên nhau ngày nào thì sẽ cố gắng vì nhau ngày đấy, phải không ạ? Và cái quan trọng là Don với Tú muốn chứng minh cho cái gia đình, bạn bè và người thân biết là cái mối quan hệ của hai đứa không chỉ đơn thuần là yêu nhau, không chỉ đơn thuần là thể xác này nọ, mà nó là một sự hỗ trợ qua lại lẫn nhau cho cuộc sống cả hai càng ngày càng tốt lên. Thường thì em sẽ hỏi các bạn việc come out với gia đình, nhưng mà cả anh với cả Tú đều là những người nghệ sĩ. Nên em nghĩ cái việc come out nó áp lực về phía khán giả rất nhiều. Anh cũng sợ lắm, tại bản thân anh là về anh là thích hợp về cái mảng thiếu nhi rất là lớn, rất là nhiều. Mà mảng thiếu nhi rất là nhiều như vậy thì các mẹ, các bố thì đó, anh rất là sợ khi mà anh come out kiểu này thì các mẹ, các bố là sợ con mình bị ảnh hưởng này nọ, em hiểu không? Nhưng mà thôi cũng đến lúc là anh muốn có một cái gì đó cho bản thân anh. Nhưng mà mình cũng mất đúng không ạ? Mình cũng đánh mất một vài điều gì đó, mình phải hy sinh chứ đúng không ạ? Đúng rồi, chứ đâu phải trên đời này mình muốn tất cả được đâu, mình muốn cái này phải mất cái kia thôi. Còn về Tú thì sao? Tú thì Tú cũng không có nghĩ quá nhiều về người ta nhìn mình như thế nào. Theo như Tú nghĩ thì cái ngoại hình của mình, cái tuổi tác của mình thì thời gian nó cũng sẽ làm nó phai dần dần đi. Nhưng mà những cái mà mình làm được á,
nó mới là cái nó ở lại với mình. Và những cái tình cảm mà mình dành cho tất cả mọi người, tất cả khán giả của mình, nó là quan trọng hơn. Thực sự là tôi thấy tôi thoải mái với những điều mà mình đang làm. Tôi cảm thấy tôi thoải mái, với lại cái chuyện come out hay là không thì cũng không quan tâm lắm. Tôi coi như là cái chuyện công khai này nó giống như một cái món quà ngày 14 tháng 2 mà tôi dành cho cái người bạn của tôi. Về cái phần come out với gia đình của mình thì hai anh có gặp cái gì khó khăn nhiều không? Gia đình của anh thì giống như Tuân biết rồi, bây giờ anh đâu còn ai nữa đâu, thì chắc chắn mọi người ở trên mọi người sẽ biết rồi. Còn về gia đình của Tú á, thì cái cách Tú chọn đó là cứ để mọi chuyện nó tự nhiên. Thì Tú cũng hay đưa Don về ăn cơm hay là ngồi chơi với mẹ, với các cháu, với lại anh chị em là các thứ, thì mọi người cũng rất là quý. Vậy là cái việc come out không, nó không quan trọng bằng cái việc mình sống như thế nào. Đúng rồi. Xây dựng cuộc sống, mình thành công ra sao, đúng không? Đúng rồi, đó là cái sự chứng minh đó. Anh nghĩ là các bạn trong cộng đồng LGBT cũng nên suy nghĩ một hướng như vậy. Chúng tôi không cần được công nhận, nhưng chúng tôi sẽ để cho các bạn phải đúng rồi. Công nhận nó. Chứ chúng đúng tôi rồi. Cần xin cái sự công nhận từ các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Em có một câu hỏi là tại vì á, anh Don là người suy nghĩ quá nhiều. Đến bây giờ anh vẫn suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà ở trên sân khấu thì anh rất là hồn nhiên. Có khi nào ở trên sân khấu anh phải cố gắng trở nên hồn nhiên để mà làm vui lòng khán giả? Không. 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 Nếu mà cố gắng nó sẽ không ra được như vậy. Vâng. Người ta kêu là diễn giả đấy. Nó sẽ không ra được như vậy. Anh cảm giác như là anh là một con người hoàn toàn khác khi bước lên sân khấu. Mà cái giải thích đó anh vẫn không giải thích được. Nhiều lúc anh vẫn tự bản thân hỏi, ủa tại sao mới đây mình lên sân khấu vậy và mình xuống đây vậy và mình vẫn không giải thích được. Thật ra thì cái đấy em thấy là máu nghệ sĩ ạ. Thì ở trên sân khấu họ thành một người khác. Đúng rồi. Ở một thế giới khác. Thành một thế giới khác hoàn toàn luôn. Bún mốt. Em bún hài. Eo. M. Cuốn thịt ram nướng. Món gà. Sinh tố gà. Nước ép trái cây. 21 tháng 9. 26 tháng 9. 4 tháng 11. Tập gym. Đi tập gym. Cũng tập gym. Nấu ăn hoặc là ngồi nói chuyện với đó rồi xem tivi. Bớt nóng lại. Đầm tính thôi. Một điều nhịn là 9 điều lành. Luôn luôn ghi nhớ điều đó trong đầu. Là dẹp bớt cái tự ti của mình đi. Cái gì cũng phải quả quyết hơn. Chăm sóc cho người yêu nhiều hơn. Cái thế mạnh của Don đó là một cái người mà rất là tình cảm. Sức khỏe là điều quý giá nhất đối với mọi người. Và đối cả anh với Tú nữa. Anh chỉ mong là cả hai đều có sức khỏe tốt. Em thì em muốn mình có thể là có rất là nhiều sức khỏe. Hy vọng rằng là cả hai đều bước tiếp một đoạn đường dài nữa. Mình có thể cùng nhau để xây dựng cái tổ ấm của mình. Hôm nay trải qua một cái buổi cùng với bọn anh rồi á, thì em hơi ghen tị nhá. Em lại ngưỡng mộ nhá. Và em mơ ước có được một cái tình yêu như vậy. Nhưng mà em chỉ muốn là có thể khán giả nhìn qua cái màn hình á, họ sẽ không có feel được tất cả mọi thứ mà em đã cảm nhận được bây giờ. Em chỉ muốn hai anh gửi tới khán giả một cái thông điệp gì đó để mình có thể phá vỡ cái định kiến của khán giả về tình yêu trong giới nghệ sĩ là bay bướm, là rất là khó chung thủy, hoặc tình yêu trong giới LGBT để khán giả có thể tin tưởng được vào cái tình yêu lâu bền. Tình yêu lâu bền là một tình yêu tự do, không ràng buộc, và chúng ta yêu bằng chính cái con tim của mình. Những hành động suy nghĩ xuất phát từ trái tim thì tự động như là người bạn của mình sẽ cảm nhận được điều đó. Mình cứ cho đi, rồi sau này mình sẽ nhận lại những thứ mình xứng đáng được có. Tôi nghĩ các bạn hãy mạnh dạn lên để mình mở lòng mình ra, để cho một cái người nào đó có thể tìm hiểu mình, và để mình cũng có cơ hội để có thể tìm hiểu lại họ. Có thể người đó sẽ đi đến với mình đến suốt cuộc đời này. Em cảm ơn hai anh đã dành thời gian để chia sẻ với quý vị khán giả. Tại vì em biết thời gian đối với hai anh rất là quý giá. Em thay mặt khán giả đã cảm ơn hai anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và em thay mặt chương trình tặng hoa cho anh một bó hoa hồng nhá. Cảm ơn cảm ơn Tuân. Cảm ơn Tuân. Cảm ơn chương trình đã cho tụi Don có cơ hội trải lòng ngày hôm nay. Hy vọng rằng là cả hai đều bước tiếp một cuộc đường dài, một chặng đường dài nữa. Và hy vọng rằng là sẽ còn cơ hội để mà lần sau nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn đến với chương trình. Cảm ơn anh Don, cảm ơn anh Tú. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Real Life ngày hôm nay. Và cũng như anh Don nói, hy vọng là những cái chặng đường dài nó sẽ nối tiếp nhau để tạo nên một cái chuyện tình thật là đẹp và đủ sức để ảnh hưởng, gây được một cái tiếng vang, cũng như là tạo động lực và niềm tin cho các bạn tin vào tình yêu ở trong giới nghệ sĩ cũng như cộng đồng LGBT, và tình yêu của tất cả mọi người với nhau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.